Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với hướng dẫn chơi Vua Long Fallen Dynasty tập 5. Thì trong tập này mình sẽ tiếp tục proceed main story. Nhưng mà trước khi đi thì đi main story, mình sẽ vừa đi đi những cái submission này, side quest, vừa để hướng dẫn cho mọi người, vừa để cho mọi người biết được rằng là những cái lợi ích, những cái lợi tức mà chúng ta có thể có được khi mà chúng ta thực hiện những cái submission nhá. Thì tóm tắt phần trước thì mình đã đánh bại xong Trương Giác rồi và coi như là dẹp loạn được quân Khăn Vàng. Tuy nhiên thì ở thời điểm hiện tại thì vẫn còn những cái tàn dư ở quân Khăn Vàng ấy. Còn trong lịch sử ấy, thì sau khi mà Trương Bảo, Trương Giác và Trương Lương đã chết rồi ấy, thì tàn dư của quân Khăn Vàng vẫn còn tồn tại cho đến mãi đến giai đoạn tầm khởi đầu của Tam Quốc, về sau tầm giữa Tam Quốc ấy vẫn còn cơ. Thì ở quay trở lại câu chuyện ở trong game thì ở phần này thì câu chuyện chính của chúng ta sẽ giúp đỡ Hồng Jin ấy, Hồng Dĩnh để đi truy tìm sư phụ của Hồng Dĩnh là Tả Từ đạo Tả Từ tiên nhân ấy. Thì ông ấy đã đi lên trên núi Thiên Trụ này bởi vì phát hiện có yêu ma ở trên núi đó. Nhưng mà trước khi đi cái main mission đó thì chúng ta sẽ đi một vài sub mission cho anh em, vừa để bổ sung thêm chúng ta một lượng level, lượng chân khí level để nâng level cho nhân vật, vừa để lấy thêm đồ đạc các thứ nhá. Stop tiếp đây thì ở đây các bạn bấm vào đây nhá. Cái phần title này các bạn check ở trong title list này. Đó thì hiện tại mình được thưởng một cái cup cordiality này. Bởi vì là mình đã tăng thêm điểm fame point điểm danh vọng đó mọi người. Các bạn nhìn bên phải thấy fame point của tôi là 170 đúng không? Thì những cái title này là những cái yêu cầu của trong game ấy, thì nó sẽ unlock khi mà chúng ta thực hiện đủ những yêu cầu của nó. Ví dụ như là cái Chivalrous Officer Slayer thì ta phải tiêu diệt một số lượng nhất định của kiểu sĩ quan ấy, kiểu lính, kiểu elite officer ấy, thì ta sẽ được 20 con thì sẽ được cái Chivalrous là kiểu như là hào hiệp ấy, đại hiệp ấy, kiểu vậy. Thì sau khi mà có được cái title này rồi ấy, thì nó sẽ cộng cho chúng ta 5 điểm fame point. Thì mỗi một title nó sẽ có một cái fame point nhất định này, và khi các bạn đạt được một số lượng fame point nhất định thì các bạn sẽ nhận được một cái cup of cordiality. Thì cái đấy có tác dụng là cho cái NPC các bạn yêu thích fit cho nó thì nó sẽ tăng thêm cái ward level, và khi mà đến mắt thì mình đã nói đấy, mắt người ta lấy được set đồ của NPC đó cộng với cả vũ khí nhá. Thì ở đây thì ngoài ra các bạn có thể gắn cái danh hiệu vào nhá. Đây ví dụ này, Bandit Slayer đúng không? Các bạn thấy title bên kia của mình không? Cái danh hiệu của mình là Chivalrous Bandit Slayer đó. Thì khi đi PvP, đi PvP hoặc là đi đi co-op ấy, thì các bạn vào host của người khác hoặc là các bạn làm host thì người khác sẽ nhìn thấy cái danh hiệu title của các bạn. Bên này là title liên quan đến sử dụng vũ khí nhá. Vũ khí hay là expert là những cái kiểu như là gọi cấp nó khó hơn ấy, khó để đạt hơn ấy. Đây skilled dragon healer này đấy, để sử dụng những cái dragon dragon kill pot sơ từ nó năm một time dùng 30 lần đấy, lặp lại đấy. Thì bây giờ mình có một cái cup cordiality, tôi sẽ đi cho fit cho Phan Quan Vũ, nhưng ở đây mình không không chọn được reinforcement đâu, là hãy travel đến màn này. Đây thì mình sẽ đi nốt ba cái submission này trước khi mình đi part 3 nhé. Đây sẽ là một walkthrough, là nó đầy cố gắng đầy đủ nhất những cái nội dung của gameplay, thì để cho cả những cái bạn có điều kiện chơi chơi theo hướng dẫn, mà còn những cái bạn mà không có điều kiện chơi theo mình ấy, mà các bạn chỉ thể xem thôi, thì sẽ có một cái nhìn tổng quan nhất về game. Thì cái submission này là chúng ta sẽ đánh, mình sẽ theo chân một ông gọi là Hoàng Phủ Tung, Hoàng Phu Song ấy, đi truy kích quân của Ba Tài, một trong tướng lĩnh của quân Khăn Vàng mọi người. Đó, Hoàng Phủ Tung là một vị tướng rất là tài đấy, ông là ông Hoàng Phủ Tung đấy anh em. Đây, ông nói là tàn dư quân Khăn Vàng vẫn chưa còn từ bỏ và còn gây rối, ngươi như là một cái quân nhân để giúp ta trong cái trận chiến này. Kẻ đấy về công. Thì đây là đúng như mình đã nói trước các bạn ấy, cái submission thì một số submission nó sẽ cho chúng ta cái điểm morale rất là cao ngay từ đầu. Như hiện tại đây mình chỉ 10 điểm morale, bạn thấy không? 10 điểm rồi. Đó, ok không? Đây thì đổi lại nhá, hãy bắt preparation để con bạch hổ đi. Test các bạn. Ở đây thì con bạch hổ này nó có một cái chức năng khá là hay. Ngoài việc là gọi nó ra để nó kiểu như nó giống như kiểu familiar đi theo mình ấy, đi cùng với mình ấy. Đi cùng mình thì con bạch hổ này nó còn có cái nội tại là giảm cái lượng spirit khi khi mà dùng phép tất cả các vu thuật hệ kim, và cái spirit damage chúng ta gây lên kẻ địch sẽ tăng lên nhé, đánh vào spirit được nhiều hơn này, và hiệu ứng
bất lợi gây ra cho kẻ địch thì cũng được tăng thêm thời gian. Đó, đấy là những cái nội tại của con bạch hổ khi mà dùng. Còn summon nó ra là như kia kìa mọi người. Đó. Khi mà cái thời lượng summon của bạch hổ nó sẽ dài hơn khi mà các bạn có 10 morale trở lên nhá. Morale nhân vật này, morale mình là 10 rồi. Thì bây giờ summon bạch hổ sẽ rất là xịn sò lấy hơn rồi. Ở đây thì tôi cũng không muốn lấy tăng cái điểm phòng thủ đâu. Tôi sẽ thay một cái Wisa tăng cái tốc độ. Đấy, tăng tốc độ Inner Breath này. Ở đây thì mình sẽ tạm thời bỏ Amplify Damage để giới thiệu cho các bạn một cái chiêu mà mình học trong chiến lược Bomber. Bomber được Inductor, cái này dùng để kiểu như dẫn dụ kẻ địch rất là ngon đây, ví dụ nhá, đây. Đó, thấy chưa? Nó phải có đủ ấy nhanh vậy. Thấy chưa, nó bị stack cho ấy luôn rồi. Lối chơi rất là safety, chơi đấy rất là safety và an toàn. Thường chơi spell là vu thuật thì các bạn sẽ không ấy đâu, sẽ không quá tập trung vào việc mà mình lao vào kẻ địch nhiều đâu, trừ khi là các bạn kiểu chơi được vừa kết hợp cả vu thuật và ấy để và cận chiến ấy cho combat là thêm hoa mỹ. Ở trong này có người này, mà để giết thằng bắn tên như này đó. Bây giờ thì level chúng ta khá cao hơn so với bọn này, không lo đâu. Với level cộng với cả morale ấy. À không, morale cũng không, morale thì cũng chỉ bằng chúng nó thôi. Thì hãy nhặt xác nhé, tích cực nhặt xác vào, có đồ gì nhặt hết. Ở đây thì mình sẽ chỉ đi để tập trung cắm cờ và nhặt đồ thôi anh em nhá. Không clear hết quân đâu, à, lính đâu, có con nào trên đường nó chặn thì mình clear đâu. Đi cắm cờ đấy nha mọi người. Thật ra thì các bạn có thể hoàn toàn clear luôn mà không cần cắm cờ. Vì con boss ở mặt này nó có 20 morale ấy, và với sức mạnh nhân vật của các bạn hiện tại thì thừa sức rồi. Nhưng mà để an toàn thì các bạn hãy đi cắm cờ, và ngoài việc cắm cờ ra thì chúng ta còn nhặt đồ xung quanh mà. Nhưng không phải là không có tác dụng đâu. Rank 1 leather. Với cái này nó khá là không cần thiết, bởi vì sau này các bạn sẽ phân tách cái đồ ra ấy. Được đúng mấy cái leather rank 1, rank 2 đầy. Ấy kìa, mày vốn dưới luôn, thế mới đều. Cái cờ đây này, cái cờ to dưới kia là cái cờ các bạn nên cắm. Đồ đây toàn là đồ kiểu như nó outdate so với nhân vật của chúng ta rồi ấy. Nhưng mà cũng nên nhặt để mình dismantle ra ấy. Mình salvage ra để mình lấy thêm cái jewel. Tôi thừa ấy mất rồi. Tại vị trí này thì anh em hãy từ từ đã, đây. Đó, thằng đồ dưới này. Cắm cơ đây. Ông Demon Man ở đây xử cái thằng ấy kìa. Khi mà morale bạn quá thấp ấy, mà kiểu như chưa bằng fortitude morale này, thì khi bạn cắm cờ ấy, thì cái điểm fortitude morale lên bao nhiêu thì morale của nhân vật của bạn sẽ tự động nó tăng lên đến điểm tối đa bấy nhiêu. Thế này có một cái cờ ấy, và nó sẽ có thêm một con hổ thế này. Hổ tầm này cũng rất là yếu đuối với chúng ta rồi.
Đây, lấy được Dragon Vein Essence này, cái thứ cần 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 lấy ở cái submission này. Cả nó luôn nha mọi người. Đó, thì ta sẽ lấy được kiểu như này, hồi máu sẽ được nhiều hơn đấy. Đấy, đấy là lợi ích của việc đi submission này mọi người. Một trong những lợi ích rồi. Mình sẽ ngồi ở đây để mình lên level. Bóp thêm một ít cái chân khí đó. Còn hai cái nữa. Rồi đó. Lại tiếp có rồi. Đó. Có thêm một điểm bút ra Dry Spell bên lửa này thì lại tiếp lên đây. Mục đích mình sẽ lên để học cái Bursting Fire Bow này. Đấy. Lửa. Mộc thì là khi mà 12 điểm thì mình sẽ học được cái phép Lightning Weapon này. Mộc về chủ yếu nó đây cái Spirit Fiber này sẽ cần thiết mình hơn trong nhiều trường hợp mà các bạn muốn hồi lại Spirit mình nhanh hơn ấy đó à, hoặc là muốn kiểu như là tối hóa cái lượng Spirit ấy thì không phải hồi mà cái này tấn công khi tấn công ấy, thì nó sẽ các bạn sẽ hấp thụ được nhiều Spirit hơn khi tấn công khi đánh thường ấy đó thì nó phù hợp với lối chơi liên liên quan là phù hợp với lối chơi luôn luôn là build up Spirit của nhân vật mình lên cao ấy và cái này trong co-op thì nó còn có tác dụng với cả đồng minh nữa các bạn thấy cái vòng tròn không đó. Mấy cái hệ khác thì để sau khi học thì mình sẽ dùng sau nha. Ok rồi. Spell các thứ ok rồi, đủ rồi, đi rồi. Ở trên này còn mấy cái cờ ấy. Tôi nhớ trên này có một cái cờ thì phải mọi người. À tôi có cái Marking Flag Detection rồi. Thì tôi cắm rồi, các bạn nhìn trên minimap của mình kìa. Tại vì trong đồ của mình có một dòng là đánh dấu được cờ. Thì mình đã ấy cả rồi. Đấy đứng dưới thôi. Đấy là còn một, còn hai thực ra là còn hai cái cờ nhưng mà đây mình chỉ cần cắm một cái cờ đó mình cùng mình đã đủ qua map rồi. Ở trong game nó có một cái tính năng là khi các bạn cắm hết cờ à có một cái equipment là khi các bạn cắm hết cờ nó sẽ được một thành tựu luôn mọi người. Con này tôi chưa 100% thành tựu bởi vì kiểu chơi mỗi một lần tôi chơi trên một nền tảng riêng ấy, nó không không có được cái 100% thành tựu nên là tôi cũng không làm một bước thu là 100% ngay cho các bạn. 6 nhân 7 rồi. Cái 100% equipment đây. Nhưng mà equipment 100% con này rất là dễ mọi người, cực kỳ dễ luôn đó. Đâu để góc trên thì góc quay lại này. Tầm này nó thừa morale rồi, 19 morale rồi, thừa quá rồi mọi người. Bây giờ mình bắp vào đây đi, mình bắp này. Đấy, mình fit vào đây là 21 round này nhiều không? 21 bây giờ map lên xong lốc một con này hai thằng ba tài đi mọi người đánh xong ba tài xong gọi hủ ra thấy chưa bây giờ cả độc bạn thấy lửa nó không hết không hiệu ứng lửa không hết đâu mà chỉ hết độc không phải không cái tác dụng của độc ấy. Còn cái độc sẽ duy trì tất cả cái ứng khác ở trên mục tiêu ở trong trạng thái mãi mãi cho đến khi hết độc. Xong rồi, thì Hoàng Phổ Tung đã giúp đỡ à, cảm tạ chúng ta rồi. Trong một vài lần livestream mình có nói nhầm ông này là sư phụ của Lưu Bị nhưng không phải mọi người. Ông này chỉ là bạn của Lưu Thực. Lưu Thực mới là sư phụ của Lưu Bị. Mình quên mất. Đó. Thì ở đây mình có thể quay trở về Kirin Man Battlefield là cái mission thời gian này nó ở chỗ Hidden Village nhưng mà tôi không cần quay về nhé các bạn hãy chọn à đâu nhỉ cái main battlefield là cái mission mà mình sắp sửa main mission chính ấy mà mình đang đi dò ấy nhưng mà tôi sẽ đi về Hidden Village để tôi chọn cái mình quên đấy phải gọi con vũ ra để cho nó mắc chỉ số đó mọi người ạ. Thích con nào gọi con đấy ra để nuôi nó lên nha mọi người. Thì ngoài việc làm submission này các bạn làm submission nó còn unlock được thêm cả cái một số cái NPC ở Reinforcement này các bạn phải 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 unlock thì phải làm submission thì một số NPC mới xuất hiện ở đây nha mọi người đó quên hộ con vũ ra để cho fit cho nó lên mà nói chuyện không nha đây là mình sẽ tới cái màn
Tale of Guiguzi thì gì đó mình quên mất được. Màn này rất là ngắn mà tôi đã nói với anh em. Đây sẽ là một màn ở New Game Plus để sử dụng để farm đồ 5 sao rất ngon, nhanh mà, tính chất nó nhanh. Lại ra đây. Thay vì gọi gọi Hồng Chin đâu, nó có sẵn 20 morale ngay từ đầu luôn mọi người. Thay vì gọi Hồng Chin thì các bạn có thể với resource quan vũ cho nó ăn mở cặp của Cordiality đi, không gọi nó ra. Sau đó mình sẽ gửi Hồng Chin về. Gửi Hồng Chin về. Đó, gọi quan gọi mấy anh em Trương Triệu, Trương Phi, Triệu Vân hoặc là Lưu Bị ra để nó tăng thêm tỷ lệ ấy. Kiểu Allen, Triệu Vân, Lưu Bị đi, Lưu Bị có một kiếm là Pair 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 Source of Aspiration là kiểu thanh đôi thanh kiếm khát vọng ấy, khát vọng phục quốc. À, khát vọng phục hưng phương ngang thất. Sau này thì chơi mình kiểu đổi được Mộc Thủy ấy, thì là cần rất cần cái để Lưu Bị. Này đó, vào đánh thôi. Con boss này là con khỉ rất là dễ mọi người. Chu Yêm. Tách lửa nó này. Rồi, thế xong rồi. Đó. Con này nhanh mà, đơn giản. Thì nó có drop đồ riêng đấy. Drop đồ riêng vừa xong mọi người. Enzu được từ 2 đến 4 slot, 1 đến 3, 4 đồ. Và sau khi hoàn thành nhiệm vụ mình sẽ được Elixir này, rank 2 steel rồi đấy. Xong nha, bây giờ mình sẽ đi mission chính. Đó, làm submission. Mission chính thì cũng sẽ gọi quan vũ ra. Quan vũ ra. Hoặc là thế này, có một cách các bạn đi một cái submission nữa xong rồi xem nào. Không rồi. Hết rồi, submission hết rồi. Các bạn muốn cho con vũ lên thêm ấy thì đi đây, đi thêm cái này đó. Thêm này để thì submission để nuôi cho con vũ lên 10 luôn ấy thì các bạn sẽ lấy được cái đao của con vũ luôn từ sớm ấy. Đao con vũ là một đao rất là ngon, cực kỳ ngon luôn mọi người ạ. Đấy, The Flying Swallow và Paisan. Flying Swallow là con nhạn ấy, chim nhạn ấy, phi nhạn. Ok. Ở đây thì ta sẽ vào bọc một top quân, một toán quân. Gọi ngay quan vũ ra nha anh em. Guan Yu. Đừng tiếc cái Tiger Shield. Sau khi mà các bạn có rồi đây gọi Trương Phi luôn. Tốn quá Trương Phi hoặc là quan vũ hoặc là Trương Phi Lưu Bị. Xem Lưu Bị bao nhiêu à? Lưu Bị vẫn level 1 đúng không? Trương Phi level 4 này. Xong trận này Trương Phi sẽ level 5. Và xét lại một số cái skill. Không cần đâu, đi một đoạn nó sẽ lên nào. Ôi, không chuột. Không kịp. Kịp thì có thể là nó chết luôn rồi. Rồi, giết nó con này nha. Yeah, bốn con thuật sĩ nó đừng nó scale cái à, nó tăng cái điểm morale rồi. Anh em cố gắng là khi mà tìm ra được vũ khí em thuận tay thì hãy luyện luyện tay một chút nhá, luyện chơi vũ khí một thời gian để cho nó quen tay cho đã rồi đổi vũ khí khác.
Bởi vì là khi các bạn quen tay thì các bạn sẽ kiểu như là mình quen với nhịp vũ khí và cái tốc độ ra đòn cũng như là quãng thời gian đấy, để các bạn biết được rằng khi nào tấn công các bạn có thể nghỉ được một nhịp và có thể đánh thêm được một đòn ấy, thì nó sẽ cải thiện được cái khả năng là vừa tấn công vừa né đòn trong combat của các bạn ấy. Và khi các bạn đánh mượt ấy, vừa tấn công vừa deflect mượt mà ấy, thì nó sẽ làm cho cái nhịp game, cái tiết tấu game nó trở nên vừa nhanh vừa rất là đẹp mắt. Rất là nhiều rác à. Không có nào thế này, lên đây mở cái ấy zoom đồ nữa. Kịp để mình deflect của đấy chứ. Khi mà các bạn để nó đánh bọn đỏ trúng như vậy là sao sẽ bị trừ một điểm morale ấy. Có một cách để nó sẽ không trừ điểm morale bằng cái phép hệ thổ mình nói mọi người. Có một cái spell hệ thổ nhưng nó chỉ ngăn chặn được một lần thôi. Một lần bị trừ morale thôi mà cứ một lần bắp nó sẽ ngăn chặn một lần kiểu vậy. Hai con nữa. Trong con gấu này, cái việc cứu tất cả gấu ấy, cứu tất cả con gấu này cũng có thành tựu ấy, in game đúng không, cứu cho nó fit cho nó ăn ấy, có thành tựu đấy đó nhá. Lại thêm một lý do mà các bạn nên đi submission nhá, để vứt cái con đào ra nào. Official seal binh phù à, military là binh phù. Cái con kia là Trương Yên kìa, Trương Yên này. Trương Yên thì sau xử thì sau này là đầu hàng Tào Tháo đó, đầu hàng Tào Tháo. Sau được phong hầu cơ mà. Một trong những tướng quân tàn dư của Giặc Căn Bàng này. Nên cần phải xử với cái thằng dưới kia. Morale Trương Yên hiện tại rất là lớn đấy. Thằng nào nhỉ? Thằng nó ẩn ở chỗ nào ấy? À, có lẽ là có thể ở trên kia. Bùm. À, mình đánh luôn được ấy nhưng mà... luôn là mình chỉ cần mắc lỗi một phát thôi là chưa kia nó sẽ gọi chết tôi luôn, hai mươi mấy một round mà mọi người, mà ở đây tôi có 5 điểm này, thấy không? Đây. Rồi, ok. Bốn thằng thuật sĩ đã bị tôi xiên rồi, bây giờ xuống đập Trương Yên thôi. Đấy chưa, bây giờ nó còn có 2 điểm morale rồi. Hổ nhất một tôi luôn. Gọi cái hổ ra. Cho đọc xương phi mới còn vũ vào được. Ai à. Sắp choáng kia, cố lên. La thịt. Thành công. Ok.
Và đó là chưa nghiền đấy mọi người. Ta đầu hàng, ta phải sẽ trung thành với đại hán. Đó, thôi sau ấy. Bây giờ mình sẽ đi mission chính nhá. Đó, thì mình đi cái này là mình sẽ nó mất khá nhiều thời gian nhỉ, 20 phút nãy giờ luôn. Thì lên được một vài level cũng như là cộng thêm được kiểu như là summon NPC ấy. Anh em có hoàn toàn có thể replay lại mission và summon lại một số NPC cũ để nó tăng thêm cái điểm watch, giúp cho quá trình trải nghiệm game dễ dàng hơn. Đây là boss thì hiện tại mình chưa đủ, nhưng mà chỉ cần boss một cái này thôi, boss một cái đấy, nếu chưa đủ nhập chưa đủ. Giờ mình sẽ đi dismantle một đống rác mà tôi vừa nhập được. Đây này có đủ đấy. Chết rồi. Headproof Ice giải quyết vấn đề là chống bị ung bơn thôi. Cái khu vực núi thiên trụ này này và nó được kết liên kết với nhau bởi những cái rễ cây. Mọi người thấy cái rễ cây này không? Thì những cái rễ cây này nó được tạo ra từ chân khí, từ nguyên khí và chân khí ấy. Thì họ sử dụng chân khí để điều khiển, họ đẩy nhanh xúc tiến ấy, đẩy nhanh quá trình phát triển của rễ cây, làm cho nó có thể là tạo ra những bộ rễ nó lâu lâu năm như này. Hiện tại chúng ta đang ở một ngôi làng ẩn ở trên đỉnh núi thiên trụ luôn nhé. Thì họ tạo ra ngôi làng này cũng bằng chính bằng nguyên khí đấy mọi người. Và đối lập nguyên khí thì như tôi đã nói rồi là quỷ khí đấy, nguyên khí là chân khí cũng được. Đi dismantle đã, giảm thế đủ rồi. Về lore của các nhân vật thì mọi người cứ từ nhá, trong khoảng thời gian khi mình rảnh mình sẽ đọc lore nhân vật, xong rồi mình sẽ nghiên cứu, mình phân tích, mình kể cho các bạn về lore sau. Tôi không có thời gian tôi nghiên cứu lore giai đoạn gần đây. Rồi, 6 vết hết mọi người. Nếu 6 vết là phải tích cái này nhá, từ 2 sao trở xuống thôi. Hiện tại 3 sao vẫn có giá trị với chúng ta, thì 6 vết mấy cái đồ 2 sao trở xuống thôi, 3 sao 4 sao vẫn dùng nhá. Đó, ok rồi. Xem là decorate lại cái áo, xem là nó... À, decorate lại được cái thanh poem này. Cái thanh này không decorate được à? Thanh kiếm này thì cũng... Nó như nhau à? Có ngoại hình mới thì mới có thể decorate được mới nhau. Tôi thử decorate lại thôi. Chưa có bộ giáp nào nhìn đẹp à? Đây là set đồ của Warlock. Trông hơi rách tí nhỉ? Đúng là... Thuật sĩ. Rách dưới thực sự luôn ạ. Ok, bây giờ mình sẽ đi mission chính, main mission. Đó, thì xong hết rồi nha. Màu xanh có nghĩa là chúng ta clear hết rồi. Yeah. Thì bây giờ mình sẽ đi cái mục dưới nữa, Completion Progress này, là có một mission mà tôi còn thiếu một cờ đấy mọi người. Còn nhớ cái mission nào đây, Yellow Heaven Burns, thiếu một cờ nhỏ. Các bạn muốn hoàn thành thì các bạn hãy đi lại, quay trở lại mission đó và tìm tất cả cờ nha, check tất cả cờ, tất cả ngóc ngách. Rồi, part 3. Insert the Immortal Wizard. Đây là một cái thuật sĩ bất tử ấy. Immortal Wizard. Ở đây ý muốn nói là tiên nhân bất tử, phù thủy, nhưng mà dịch sang bên Trung Quốc thì nó thành đạo sĩ. Mọi người chúng ta đang tìm là tả từ đó mọi người, tả từ tiên nhân. Một nhân vật mà xuất hiện rất nhiều ở trong kiểu câu chuyện, kiểu như ông ấy rất là bí ẩn ấy. Được cho là có pháp thuật đạo hạnh cao thâm ở trong thời Tam Quốc. Núi Thiên Trụ Sơn. Đó. Tôi sẽ set up lại nha, set up lại một số phép spell đó. Chúng ta phải tìm sư phụ, nhưng mà từ từ đã. Wizardry Spell. Cái này 3, cái này 7 thì cần phải đổi lại một cái khác mà có thể dùng được ngay. Absorb Vitality 3 cái này đấy. Sao bên đây này đập con sói bên này đã. Úi, nhanh thế. Nhanh thật đấy, vừa thấy mình nó vò mình cái. Tôi tưởng tôi đã tạo được yếu tố bất ngờ, nhưng nào ngờ bạn sói bạn còn làm cho tôi bất ngờ hơn. Ở đây các bạn hãy đi bên phải nhá. Bên trái chúng ta sẽ gặp một con hổ đấy, các bạn thấy không? Nó tận 10 round. Đó. Nếu là tôi khi mà đang chơi thì tôi sẽ chơi luôn, nhưng mà thôi, hướng dẫn là từ từ nhá, hướng dẫn là phải từ tốn. Nhảy sau đi con này, nhảy liên tục. Nó rất là dễ, đứng xa lừa nó ra, cái chiêu vừa xong nó quật đuôi, xong rồi mình một cú deflect, cú critical blow ấy là xong luôn. Con chó này rụa ra, ở
phun nước chảy ra đây, thấy không? Cứ đứng xa nó một rồi anh em, nó sẽ phải tự đứng. Mà bọn này bị stagger, nó dễ bị stagger lắm. Đánh nhẹ phải được stagger. Đấy. Đây, con nhím này. Bên kia là có mấy con hổ đấy, nhưng cứ từ từ đấy nhá. Cứ từ từ rồi đánh hổ đấy nhá. Đi sang bên này, ta có cờ nhỏ ở đây. Đi một vòng nhá, các bạn đi đánh ngay là nó ngược với order của map ấy. Ngược cái kiểu như là đoạn đường đi của map. Thì nó sẽ hơi khó. Đó, tôi lên được 2 morale rồi. Lên level luôn nhá. Tiếp tục lên hỏa. Con boss ở màn chơi này này. Nếu mà các bạn tăng chơi theo vậy thổ thì đánh con này rất là dễ. Con này là thủy, bóc cuối màn này nó lại thủy. Và nó yếu, rất yếu với thổ ấy. Mà thổ có một chiêu là chỉ cần 8 điểm thôi, nó là Imposing Slap. Rất là ngon, chỉ cần 8 điểm các bạn hoàn toàn có thể spam. Spam cái chiêu đó ra và quật bot một lúc mà bot chết à. Ra con bot lúc vậy không? Chú yêu không? Heal Recovery Spear, một cái thương của trọng kỵ. Nhìn bên trái nhá, nhìn bên trái kiểu gì nó cũng sẽ lao ra này. Đó, rồi, cầm cơ nhá. Bây giờ là chúng ta đã có 3 điểm morale rồi. Thì trước khi đã quay trở lại đến con hổ 10 morale kia thì sẽ có một đoạn đường vòng để cắm cờ trước ấy. Mình sẽ dẫn là kiểu như thu ngắn lại khoảng cách morale với nó trước khi mình đi tiếp. À, mình đánh nó. Đây là con hổ từ cái bên kia kìa. Mình nó rất là bỏ qua cũng được ấy. Đây, ở đây có một cái cờ đây. Đi theo kiểu này thì nó sẽ dễ hơn mọi người. Rất annoying nhá. Dụ con đây. Hoàn toàn khi mà nó đang trạng thái lửa ấy, mà các bạn đánh chết nó bằng cách thông thường mà không phải chọc tiết nó ấy, thì nó sẽ phát nổ gây đam khá là to đấy. Rồi bóp đi. Yên tâm, nó không phát hiện đâu. Rất ảo Malagada. Không khuyến khích anh em đánh trên đấy đâu, nó hơi rối. Nhặt thêm đồ nữa. Đó, thấy chưa? Forearm, forearm. Rồi. Quên mất đấy. Quên rồi, gọi con vũ ra nhanh nhá. Gọi con vũ ra. Enforcement, con vũ ra. Con vũ 9 gần lên 10 rồi. Cố gắng đến trước khi đến boss mình sẽ lấy được cái. Có thể trả ông Dĩnh về. Không thực sự quan trọng đâu, Hồng Dĩnh thì để sau chúng ta có thể ấy được. Hồng Trinh. Và muốn tăng nhanh cho quan vũ thì cho đi cùng anh em quan trọng triệu. Anh em lưu trọng triệu. Tôi bị trường phi là vào năm rồi này. Cái bộ bát xà mâu này thì cái con mình cũng không khoái dùng cái spear của ấy đâu, của trường phi đâu. Mà cái spear của Triệu Vân thì ngon hơn lắm. Mà được cái trường phi đi cùng nó có cái mesh of damage ngon. Và để lấy cái Parasword of Aspiration đó. Mục tiêu là thế thôi, mục tiêu là sẽ lấy những NPC sau sẽ lấy cái set đồ của Triệu Vân dành cho các bạn thích chơi thương. Còn set đồ của Quan Vũ dành cho anh em chơi kiểu giống mình, chơi kiểu đao, đại đao. Đây nhá, bây giờ quay về kia, thịt con hổ 10 morale nhá. Thịt con hổ 10 morale.
mình 6 điểm một round đúng không? Ủa, một số phép đi. Sợ spell luôn. Cái này mình không cần nữa rồi, bây giờ mình quyển nó lửa, chuẩn bị sẵn 7 điểm mới được cái này. Nhưng mà có một cách rất là nhanh, nếu mà bí đó. Tập cách dùng item cho quen, Lexi. 7 mora rồi. Có bóc lửa rồi, có lợi thế khi đánh con hổ rồi. Đồ đại đao, đồ đao thì có khả năng stack lửa nhanh hơn và nhanh gây choáng cho mấy con này hơn. Ôi, nó quay lên rồi. Khi dùng mà kết hợp con bạch hổ cùng với gọi bóc bạch hổ ra, ta sẽ được một cái bóc hồi máu ấy, mọi người. Thay vì gọi bạch hổ ra, summon bạch hổ ta tấn công hồi máu. Ấy, tham. Đó. Thay vì gọi bạch hổ ra sắp hỗ trợ mình thì mình hy sinh bạch hổ để nhận bóc lên người ấy. Mọi người nên thử ít nhất là một vài lần, test một vài lần cái, mặc dù các bạn biết có thể đọc được cái gì nhỉ, cái set những cái thuộc tính của thần thú ấy, khi mà các bạn trước khi summon ấy, nhưng mình khuyến cáo các bạn nên thử sử dụng vài lần test từng cái kiểu vừa gọi nó xong ra để nó hỗ trợ mình này, hay là hiến tế nó để lấy bóp cho mình này, để các bạn thực sự biết rằng các bạn nên lựa chọn kiểu nào trong trường hợp nào ấy, thì nó sẽ ok hơn. Đây giờ đánh con chó sói này. Đấy, đừng đi lên đây vội nha. Nghe vội, bên này còn một cái cờ. Cái gì cũng vậy, chúng ta nên thực hành. Chúng ta biết là sau này nó sẽ ứng dụng cho nhiều trường hợp nào. Ok, mọi thứ ở nhà phát triển họ đều có ý đồ cả. Nó nổ cả 18k đam. Con vụ sắp lên level 10 rồi, cố lên. Rồi, 8 điểm positive rank. Warrior Cap level 4. Không sao chứ. Khi mà kẻ địch bị choáng này, đây kiểu ra kiểu bị chữ đỏ ấy, thì hãy tận dụng nhé. Các bạn có thể sử dụng bắp, các kiểu bắp này, các kiểu bắp để cho thanh spirit các bạn đầy lên này. Tí nữa nếu mà gặp trường hợp đấy thì mình sẽ chỉ một cái mẹo đấy. Để thanh spirit các bạn đầy lên này, để cho các bạn chọc cái đỉnh một cái, chọc cái cú trí tử ấy. Bởi vì khi chọc thì nhân vật chúng ta sẽ, cái thanh spirit nó về không lắm. Đó, bắp. Đó. Khi chọc thì toàn bộ spirit của chúng ta đã reset về không ấy. Thì bao nhiêu chúng ta sẽ vừa có bắp mà lại đảm bảo spirit chúng ta ở trong trạng thái là an toàn. Không sợ là bị lỡ dính một đòn là nó sẽ bị ấy, sẽ bị gì nhỉ, bị break, bị rơi vào trạng thái stalker. Đó là con mẹo trong combat anh.
Sacred Lotus. Mình nói với các bạn là đây là một cái tầm mà chúng ta có thể giải được toàn bộ hiệu ứng. Nó giống kiểu Remedy. Ai, cho con này những món đồ mà ta không dùng. Song kiếm này, Student Tornado và Waving Willow. Cái này hơi cục cành à? Cái này hơi cục cành. Tập song đao này chỉ có gì đây? Student Tornado. Beckoning và Peach Blossom. Nó có một cái skill rất là OP của song kiếm, đó là các bạn spam được liên tục ấy. Cái này cũng cảnh quá, không đấy. Ôi, nhà được cây đấy cơ, thì mình sẽ dùng. Mà cái cây này ra. Tôi chắc là quên skill ấy rồi, nhưng mà các bạn xem livestream của tôi có biết là cái cây đấy đi. Dùng với cái cây đại đao của con vũ này, kiểu một cặp vũ khí luôn ấy. Có Mesoart xịn sò vậy. Mình spam được liên tục luôn. Và nó gần như không có thời gian nghỉ. Lấy được một cái dice đúng không? Tăng Luck này, Luck Spell Duration, cộng thêm 5% Spell Duration kháng thổ, tăng máu tối đa. Đã cắm cờ vào, sắp đến khu vực boss rồi mọi người. Nhưng sự này cũng khá là ngắn. Đi trên nhà. Đây, khu vực tiếp theo trên này thì là có Rank 3 Steel này. Có nhiều đồ phía trên đấy các bạn, từ từ này. Cẩn thận đây có con quái, con cá sấu đấy. Đừng tới. Nếu mà đoạn này các bạn đưa Hồng Trinh ấy, Hồng Trinh đi cùng ấy, thì Hồng Trinh sẽ nói là kiểu như là từ thủa nhỏ ấy, và đây là cái khu vực mà cô ấy cùng với cả anh trai của cô ấy, cùng với sư phụ của cô ấy là hay tới đây để học The Sparring Tower's Note, một cái di thư, một cái ghi chú của một cái đạo sĩ hối tiếc gì đó. Nhưng mà ở đây mình không gọi theo ông Trinh. Đây, Dragon Bane Action nhặt này nhá. Dùng luôn. Nó sẽ tăng đấy. Ok. Potency. Đi xong bên này. Cắm mấy cờ đấy nhá. Rồi. Đừng đi vào chỗ này vội, bởi vì chúng ta sẽ tới boss luôn ấy. Mà trước khi tới đây thì hãy ra đây nhặt một cái tầm này này. Còn nhớ cái ngôi nhà mà có hai cái cánh cửa mà mình nhắc các bạn ở trong tập trước chưa? Hay trong tập này nhỉ? Tôi không nhớ. Trong tập trước. Đó. Đây sẽ là một cái chìa khóa chúng ta cần mở cửa đấy. Rồi, thì đoạn này thì đổi cái cây khả năng cây này, cây đại đao cho khả năng là tăng cái tốc độ build up lửa cho nhanh nha. Bóp lửa lên. Bóp lửa lên. Chơi nó. Là rất yếu với lửa. Ok, một Elixir, một Poem Rail. Rank 3 level, 5 Moral Power. Cũng cơ bản, chúng ta sẽ có 15 Moral. Level up nha, 20 điểm này. Mà cần đổi lại một số spell đấy anh ạ. Lửa này, stack up lửa này. Con tiếp theo nó là hệ thủy ấy. Thì nếu mà các bạn chơi thổ thì bây giờ rất là ngon, sẽ rất là ngon vì bạn hoàn toàn có thể là khắc chế được nó. Nhưng mà con này thì nó cũng khá khó đấy mọi người, khá là khó, đặc biệt là mấy anh em là bởi vì cái mút sắt thì hơi khó nhìn ấy. Mút sắt khó nhìn. Đây, thì đi rồi. Trong trường hợp các bạn là kiểu lúc mới chơi nó khó quá trong việc mà khó deflect, khó nail down thì hãy thay cái inner breath này bằng cái absorb vitality này, thì nó sẽ giúp cho các bạn là hồi phục hồi được một lượng máu khi mà trong nhiều quá trình mà các bạn nhiều pha các bạn kể đi cần choáng không, nó choáng xong rồi các bạn chỉ cần chọc critical blow nó ấy, thì hãy sử dụng cái phép này bóp về trước và các bạn chọc thì sẽ hồi được rất nhiều máu, đỡ phải tốn một bình máu nhá. Vì hiện tại mà chúng ta ở đây mới có 5 bình thôi. Tôi nhớ đáng lý ra nên phải có 6 bình thì phải, 5 bình nhá. Nhưng mà tôi dùng Enivrat bởi vì tôi muốn đẩy nhanh tốc độ hồi con bạch hổ.
Bạch hổ hiện tại rất là ngon rồi. Nếu bạn dùng bạch hổ như vậy nhé, và dùng cái hiến tế bạch hổ, đừng quên cái chìa khóa đấy nhá, nhưng tôi vừa nhặt rồi. Tôi vừa nhặt chìa khóa. Nếu bạn hiến tế bạch hổ thì nó sẽ có giúp cho nhân vật chúng ta là hồi phục lại một lượng máu nhất định, rất là ngon. Ở đây thì đuổi Lưu Bị về thôi anh em. Con vũ của tôi level mấy tôi không biết. Có thể solo cũng được. Con này tôi con này đối với tôi cũng không phải là con boss quá khó. Đây để xem là con vũ level mấy rồi. Nhưng mà tôi đang muốn là đẩy cho con vũ. Ấy, xong trận này là con vũ sẽ lên level 10. Tôi sẽ đuổi Lưu Bị về nhá, nhìn nó rối. Huynh đệ với con vũ để xin tạm cái thanh long hình nguyệt đao. Thật ra chạy một vòng xung quanh đây một lúc ấy, thì nó sẽ có thể là lên được level 10 với con vũ luôn ấy. Mà không cần đấy, sau đó các bạn có thể solo với con này cũng được. Đấy, bóc con này đấy, chỉ cần này đâu, không còn đấy đâu. Mình quên không nhét cái Amplify Damage vào để tăng thêm sát thương ấy, thì đánh sẽ nhanh hơn. Nhưng mà chơi kiểu đấy hơi nguy hiểm. Anh em nào mà không chắc tay chơi kiểu đấy là quá độc một hit là đam cực thốn luôn. Con quả là chính là tả từ đấy mọi người. À con gì nhỉ? Con này con hạc. Chính là tả từ của tiên nhân. Đây con này con xuống nước mọi người. Bảo gì? Nhìn giống kiểu tạo hình của mấy con Mizuki. Mizuki ở bên Nioh 2. Giống trâu mặt ngựa ấy. Mizuki. Áo gì? Thủy ngưu. Nó cứ aggro con kia là mình. Thật sự là không biết à. Gọi con này ra một này. Đây. Quần Enderbrad trước. Cứu quan vũ để lấy cây của nó nào. Ok mẹ mày cứu quan vũ chết kìa. Con gọi lại quan vũ đi mọi người. Đúng là quan báo mà. Quan mõm, quan báo. Đó, mãi cứu nó bấm R2 mãi cũng được. Cuối cùng là bị vụt chết. Không biết thốn nữa. Mà vấn đề là con bot nó aggro con đấy xong đánh AoE sang mình rất là khó chịu á. Đánh con này solo nó thoải mái hơn nhiều anh ạ. Lỗi nha. Không còn báo ngoại heo rồi. Rồi. Tranh thủ ra cứu con vũ.
Royale kia. Mấy con boss này về sau nó sẽ trở thành mini boss ở mấy cái màn cuối nhé. Ok, thì sau màn chơi này, đây là tả từ tự nhiên này, sau màn chơi này chúng ta sẽ ăn lốt tính năng là tẩy điểm đấy mọi người, tẩy điểm. Thì mọi người sẽ thoải mái chơi theo phong cách của mình. Cảm tạ. Các hạ là... có sự tương đồng về chân khí. Cơ thể con người đều có kiểu có một nguồn năng lượng bên trong ấy, nó tuôn chảy, nó gọi là đan điền, tùy thuộc vào khả năng tính năng của nó để đan điền sẽ chuyển hóa thành trạng thái là nguyên khí, chân khí. Những cái đạo sĩ của núi Thiên Trụ chúng ta thì cứ ẩn thân mà tu chân ẩn thân ở trên những ngọn núi cao, ngọn núi. Chúng ta đã theo dõi định mệnh của mọi người thông qua của nhân loại thông qua rất nhiều thời kỳ, mà giờ thì thiên hạ đã rơi vào tình trạng đại loạn ấy, với sự bành trướng của quỷ khí và ác quỷ đã xuất hiện. Định mệnh thiên ý đã khiến chúng ta gặp nhau ở đâu, vậy ta đề nghị lão phu đề nghị ngươi hãy giúp người ta và săn lùng cái kẻ chịu trách nhiệm cho những quỷ khí này, luồng khí của ngươi sẽ phục hồi lại ánh sáng. Hay cái bài C là bạch trạch đúng không? Bạch trạch. Đấy, có lẽ bạch trạch cũng vậy. Bạch trạch cũng là một trong những cái thần thú ở trong thời thời Trung Hoa ấy mọi người. Nhưng mà nhìn cái tách trò game trong toàn thật sự. Ta không tưởng tượng nổi, à nghĩ được là kiểu như là núi, ngọn núi này lại có bị xuất hiện bọn yêu ma. Sư phụ. Ngươi nên quan tâm đến chính bản thân mình. Lão phu đã nghe đủ rồi. Cái gì? Thực sự là muốn mình khiến mình trẻ ra. Ta sẽ nói cho con thêm về những cái thông tin, lấy những cái thông tin mới từ các con ấy. Hồng Dĩnh là xuống núi để tìm, truy tìm, điều tra manh mối về cái quỷ khí mọi người, quỷ khí. Bởi vì là các đạo sĩ này thì tu chân theo kiểu nguyên khí, tí tôi giải thích nha, mà ta đã hiểu điều này giải thích tại sao là Hoàng Cân khuôn khăn vàng là lại có sự xuất hiện của quỷ khí. Nó lại nhớ ta tới một số thứ, làm ta nhớ tới một số thứ. Có lẽ nó ở đâu đó quanh đây thôi. Nó ở đây. Tiền đơn được luyện thành từ khí sẽ tạo ra như một cái bát chứa chân khí, và nó là một thứ cần thiết, không phải bát mà brew là cái vạc để chứa đựng ấy. Điều này gần như là cái giá của nó gần như là cần rất nhiều cái mạng sống sinh mệnh ấy. Hy sinh sự hy sinh của rất nhiều sinh mệnh, thu thập nó thì cũng cần cả những cái thể xác để chứa và đan điền. Chính là nơi để chứa những cái nguyên khí. Nhưng mà chỉ có những người đan điền của hậu duệ của Long tộc ấy, của chân Long ấy, thì mới có được nó. Tí tôi sẽ giải thích nha mọi người. Sau khi tổng hợp lại thì chân đan, người ở chân đan này. Người có biết gì về cái người có tên đạo sĩ cưỡi rồng đó không? Vẫn có một số cái tên người tên đạo sĩ là kiểu bị lu mờ, bị làm mù quáng bởi cái thứ sai lầm. Vậy điển hình tiếp theo của chúng ta sẽ là Lạc Dương. Có một kiểu liên quan cao trong triều đình nhé. Chịu trách nhiệm với vô số những cái unsettling middle. Điều gần đây à, người cũng cần phải cẩn thận.
Hồng Dĩnh chịu bài thua là. Hãy chú ý đến Hồng Dĩnh. Con bé cũng có những cái mặt thô lỗ của mình đó, mặt lỗ mãng ấy. Có lẽ là do một phần của gia, là một phần của gia tộc mình. Ta sẽ lấy được cái bài chi chết, tức là ngọc bội của Bạch Trạch. Thì mình sẽ giải thích một chút nhá, đó là kiểu như là khí, chứ trong trong đề tài của trong khí là một trong những cái gì nhỉ, phạm trù và khái niệm mà được đề cập nhiều trong Neo, cũng còn nhóm ki chứ là khí đúng không, ki pius là điều khí đúng không, đấy tụ khí. Thì ở trong Vua Long này khí cũng được gọi là đề cập tới, và cái nơi mà tích tụ tất cả các luồng khí, tất cả luồng khí sẽ tụ lại một nơi, nó gọi là đan điền. Mọi người có nhiều không, nếu anh em xem mấy tác phẩm Tiên Hiệp Kiếm Hiệp nhiều thì các bạn biết là đan điền, khí tụ đan điền, nghe nhiều là biết đúng không. Thì ở đây này thì nó sẽ có hai luồng, tức là nó luôn luôn có tồn tại hai mặt, là một mặt là chân khí và một mặt là tà khí, hay còn gọi là trong game gọi là quỷ khí đúng không. Thì cái ông đạo sĩ áo đen trong đầu game ấy, thì là ông ta là đang muốn là đi tìm chân long, tức là một người mà có cái thể xác gọi là vessel ấy, nó gọi là có long mạch đan điền đấy, long mạch đan điền thôi, thì để có thể chứa đựng được rất nhiều cái luồng khí, bao gồm cả quỷ khí, chân khí đấy, để tạo ra một cái loại là gọi là ultimate elixir, tức là loại đan dược tối thượng ấy, đỉnh phong ấy, đan dược đỉnh phong đó, hoàn mỹ. Thì và như lời Tả Từ vừa nói lúc nãy, thì để mà tạo ra được một cái, tìm được một cái kiếm, một thể xác để chứa đựng được, có thể chứa đựng được một lượng lớn cái nguyên khí và quỷ khí như vậy, thì là rất là khó khăn. Và khi mà tìm được rồi thì là cần phải có những cái sự hy sinh, những cái chết ấy. Kiểu như khi con người chết thì sẽ tỏa ra luồng khí đúng không, để hấp thụ, cần phải có những cái sự, những cái hy sinh rất là nhiều, một mạng, một phần vô cùng lớn những cái sinh mạng. Chính là vì vậy mà cái gã đạo sĩ áo đen, cái gã lão đã tận dụng để kích động cuộc chiến tranh, con người cứ tàn sát với nhau, cứ đánh nhau, cứ chiến tranh đi, càng nhiều người chết, càng nhiều sinh mệnh ra đi thì lão ta càng thu thập được nhiều quỷ khí đấy, càng nhiều khí. Thì mục đích cuối cùng của lão ta là chỉ để là tìm ra người chứa long mạch đan điền đó, và sử dụng chính cái long mạch ấy làm một cái thể xác để chứa đựng toàn bộ những cái luồng khí, quỷ khí, để tìm đến một cái con đường gọi là trường sinh bất tử đạo mà anh em, đạo sĩ mà, đạo sĩ các đạo sĩ thì đi theo đạo giáo thì hay thường có kiểu tu chân theo con đường trường sinh ấy đó. Đấy là tóm tắt sơ qua kiểu đấy. Còn bây giờ là câu chuyện của chúng ta bây giờ sẽ phải tới Lạc Dương cùng với Hồng Dĩnh tới Lạc Dương để điều tra về vụ việc là có một vài tên hoạn quan, tức là thập thường thị, một trong 10 cái tên thái giám mà đang lũng vạn triều cương, kẻ nắm thực quyền, nắm quyền lực của triều đình nhà Đại Hán ấy. Đang có những dấu hiệu rất là đáng nghi về việc là sử dụng quỷ khí đó, thì ta sẽ tới đó nha. Thì những bước tiếp theo chúng ta sẽ phải tới đấy. Thì mình nghĩ là tập này mình sẽ kết thúc ở đây thôi mọi người ạ. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong phần sau, tập thứ 6 của Vua Long Fallen Dynasty. Cảm ơn tất cả mọi người. Ở đây thì mình nói luôn là đây là khi mà chúng ta nói chuyện với Tả Từ ấy, thì ta có thể reset được chỉ số nhân vật mà không mất cái gì đâu mọi người ạ. Reset thoải mái luôn, tại điểm ấy. Thứ hai là mình sẽ mua được một cái Accolade Reward, thì vào đấy đủ đồ các bạn sẽ thấy được. Accolade là đi farm hoặc là đi giết những kẻ địch mà có bị giết người chơi khác ấy, người ta được điểm Avenge thì sẽ có Accolade, và chúng ta có thể tạo hình lại được nhân vật theo ý muốn của mình. Cái vậy thì cái phần này mình sẽ nói cụ thể trong tập sau nha. Hiện tại nội dung phần thời lượng tập này cũng được 1 tiếng đồng hồ đấy. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi nha. Xin chào, hẹn gặp lại anh em. Bye bye. Xin chào. Bye chào.